Thanh Thảo xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị khán giả đang xem chương trình Netflix TV. Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với buổi hội đàm giữa Thanh Thảo và chị Nguyễn Quỳnh Hoa. Thanh Thảo xin chào đến chị Nguyễn Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa xin kính chào Thanh Thảo và xin kính chào quý khán giả của Netflix TV. Kính thưa quý vị, Thạc sĩ Nguyễn Quỳnh Hoa là nhân viên về bệnh truyền nhiễm thuộc Sở Y tế Công cộng hạt Santa Clara. Chị đến với chương trình hầu mang đến cho quý vị những thông tin rất bổ ích về sức khỏe. Mong rằng chúng ta sẽ có được sức khỏe thật là tốt, đặc biệt là trong mùa cúm này. Trước tiên thì chắc là Thanh Thảo cũng mến chúc quý vị khán giả một mùa lễ thật là thoải mái, hạnh phúc bên người thân của mình. Và đặc biệt là quý vị phải giữ sức khỏe cùng với Thanh Thảo, cùng với chị Nguyễn Quỳnh Hoa và cũng như cùng với quần hạt Santa Clara của chúng ta. Thưa chị, chúng ta gần đây nói rất là nhiều đến những virus liên quan đến bệnh hô hấp, chẳng hạn như cúm mùa nè, rồi COVID-19 nó khỏi nói rồi, nó kinh hoàng quá với chúng ta cả những năm nay. Và một bệnh nữa là bệnh hợp bào hô hấp, RSV, chúng ta nói rất là nhiều. Và phải nói rằng phản ứng của quý vị khán giả cũng hiểu được thêm rất là nhiều khi mà Thanh Thảo đi ra ngoài gặp gỡ quý đồng hương á, đôi khi đi chợ hoặc là đi đến những cái nơi công cộng thì quý vị khán giả cũng gửi lời khen về chương trình cũng như là cảm ơn nhân viên của quận hạt của mình đã mang những thông tin thật là hữu ích cho quý vị của mình. Nhưng mà ngày hôm nay thì Thanh Thảo muốn chị sẽ mình focus vô một con virus, đó là cúm đi. Tại vì Thanh Thảo nghĩ thấy rằng là thời gian gần đây có vẻ như bệnh cúm là một nặng rất là nhiều. Và một số người muốn tìm hiểu thêm về nó. Xin chị hãy nói thêm về cúm mùa năm nay như thế nào tại quận hạt của mình. Cảm ơn Thanh Thảo. Thì cũng cảm ơn Thanh Thảo là đã nhắc tới ba cái loại virus gây bệnh đường hô hấp rất quan trọng hiện nay là COVID, cúm và virus hợp bào hô hấp RSV. Đã ba loại virus này nó đã bắt đầu tăng cao và đang lây lan ngày càng nhiều hơn ở quận hạt của chúng ta. Riêng nói về cúm đó thì cúm nó không phải là cảm thông thường đâu. Nhiều người nhầm lẫn giữa hai cái đó. Cúm là do virus cúm gây nên. Cái triệu chứng của nó thường nặng hơn là những cái cảm bình thường. Và nó bắt đầu thường từ tháng 10 kéo dài cho tới tháng 2, tháng 3 hoặc có khi tới tháng 4 năm sau lận. Thì trong cái thời gian này thường là lạnh hoặc là rất lạnh, lần thứ mọi người hay, và nhiều lễ hội nữa, lần thứ mọi người hay tụ tập trong nhà ăn uống chuyện trò, rồi cửa thì phải đóng kín lại tại vì đang là mùa lạnh. Thì đây là một cái môi trường rất dễ dàng cho cái con virus cúm nó lây lan, thưa quý vị. Thì kể từ đầu tháng 11 tới giờ, ngày càng có nhiều người phải vào bệnh viện cấp cứu vì bị có những cái triệu chứng giống như là bị cúm nặng vậy. Thì cái điều này làm cho Sở Y tế hiện nay đang rất quan tâm, thưa quý vị. Cảm ơn chị. Phải nói rằng ở một cúm này, Thanh Thảo có một số người bạn và riêng cá nhân Thanh Thảo cũng như vậy. Đã bị gọi là nằm bẹp vì cúm khi mà Thảo chưa kịp đi chích ngừa cúm. Đúng rồi. Thì thưa quý vị, thưa chị, để bảo vệ cho mình không phải bị cúm, thì Thanh Thảo đứng ở góc độ là chuyên viên về bệnh truyền nhiễm á, thì chị Nguyễn Quỳnh Hoa có lời khuyên nào với khán giả tốt nhất, cái cách tốt nhất để mình bảo vệ không phải bị cúm, thưa chị? Cảm ơn Thanh Thảo. Thì như Thanh Thảo đã nói đó, mình chưa kịp chích ngừa thì mình có thể bị cúm rồi. Thành thử cái lời khuyên cho quý vị là nên cái mùa này nên đi chích ngừa cúm càng sớm càng tốt. Tại vì thường nó bắt đầu từ tháng 10 rồi, thành thử là quý vị nên đi chích ngừa ngay nếu mà quý vị chưa chích ngừa. Thì chích ngừa cúm hàng năm vẫn là một cái biện pháp an toàn và hiệu quả nhất để mà giúp quý vị nói như Thanh Thảo là không phải nằm bẹp vì bị cúm, hoặc là cũng không phải vào bệnh viện vì bị cúm nặng. Thành thử là chúng ta phải chích ngừa cúm hàng năm như vậy. Cái lý do phải chích hàng năm tại vì cái con virus cúm nó biến đổi hầu như mỗi năm. Vì vậy mà cái vaccine cũng phải biến đổi, cũng phải làm đổi mới mỗi năm để mà giúp chúng ta chống lại cái con virus đang lưu hành, đang lây lan trong cái năm đó. Ngoài ra đó thì nếu như chúng ta đã chích ngừa trước đây rồi, hoặc là chúng ta đã từng bị cúm trước đây rồi, thì cái kháng thể trong người chúng ta nó cũng chỉ kéo dài được khoảng 5-6 tháng thôi. Vì vậy mà Sở Y tế đang khuyên là tất cả trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn đều cần phải chích ngừa cúm hàng năm để mà bảo vệ quý vị không bị cúm. Ngoài ra thì quý vị nhớ thực hiện những cái biện pháp quan trọng như sau mà Sở Y tế nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đó là rửa tay thường xuyên
với nước ấm và xà phòng hoặc là bằng dung dịch trước rửa tay. Tránh sờ tay lên mắt, mũi và miệng. Rồi quý vị nhớ đeo khẩu trang khi tới những cái nơi đông người tụ tập bên trong nhà, và khi ho vã hơi nhớ che miệng giùm và cái khuỷu tay của mình để mà tránh lây lan. Và khi quý vị bị bệnh thì nhớ ở nhà, đừng có đi ra ngoài, đừng có đi làm, đi tới công cộng để mình tránh lây lan cho người khác. Quý vị. Cảm ơn chị. À, lúc nãy thưa quý vị, thạc sĩ Nguyễn Quỳnh Hoa có nhắc đến một chi tiết là con virus cúm là mỗi năm nó có sự phát triển hoặc là khác đi. Đó là câu trả lời mà Thanh Thảo đã nhận được rất là nhiều quý khán giả gọi Thanh Thảo nói rằng là tôi nghe cô Thanh Thảo và cô Nguyễn Quỳnh Hoa cũng như là cô Khánh Chi nhắc đến cái việc của chúng tôi chích đi chích cúm. Tôi đã thở với cô Thanh Thảo năm nào cũng chích mà. Thì đây là câu trả lời thưa quý vị. Có thể là ở mỗi năm thì con virus mà chúng ta bắt nó ra, pick nó khác nhau. Cho nên thưa quý vị, mỗi năm chúng ta đều phải đi chích cúm, chứ không phải là tôi đã chích hồi năm ngoái rồi thì trong tôi đã có cái kháng thể rồi thưa. Cái suy nghĩ đó là sai thưa quý vị. Thưa chị, việc chích ngừa cúm thì chúng ta cũng đã khuyên quý vị khán giả. Rồi COVID-19 chúng ta cũng khuyên quý vị khán giả chích ngừa. Thì cũng có nhiều người nói rằng là rõ ràng hai thứ đó khác nhau. Thì chúng ta có thể chích chung cùng một lúc hay không thưa chị? Cảm ơn Thanh Thảo. Thì chúng ta có nói rằng là ít nhất đây là hai cái loại mà chúng ta cần phải chích trong mùa cúm này, trong cái mùa lạnh này. Cảm ơn Thanh Thảo. Thì một câu hỏi rất là hay thưa quý vị. Tại vì nhiều người cũng không biết được rằng cái chích ngừa cúm và chích ngừa COVID dù là hai cái loại hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng ta có thể tiêm cùng một lúc. Thì cái điều này nó rất là thuận lợi cho chúng ta. Một điều nữa mà Quỳnh Hoa cần phải nhắc là trước khi quý vị tới cái phòng mạch bác sĩ hoặc là một cái tiệm thuốc Tây để mà chích ngừa đó, hai cái loại này đó, thì nhớ gọi trước để mà lấy hẹn. Thì tới nơi quý vị sẽ được chích liền. Ở đây, ở Mỹ này ai cũng bận rộn hết, thành thử cái việc làm này cũng rất là quan trọng. Quý vị đừng có ngại khi mà gọi vô không có người nói tiếng Việt. Hầu hết các cái phòng mạch bác sĩ cũng như tiệm thuốc Tây ở đây đều có người Việt Nam làm việc hết. Thành thử nếu mà quý vị gọi điện thoại nghe xì xà xì xồ tiếng Mỹ không, thì quý vị chỉ cần nói là Vietnamese hoặc là thêm chữ please nữa thì cho nó lịch sự. Vietnamese please là thế nào cũng có một người Việt Nam tới nói chuyện với quý vị. Quý vị đừng có ngại gọi phone trước, gọi điện thoại trước để mà lấy hẹn. Cái điều này là rất cần thiết thưa quý vị, để mà giúp quý vị không phải chờ đợi lâu khi đi chích ngừa. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, chúng ta có thể chích COVID-19 cũng như cúm mùa cùng một lúc mà chúng ta không có sợ là sẽ bị gây khó khăn cho sức khỏe của mình. Thưa chị, xin chị cho biết Thanh Thảo cũng như quý khán giả đồng hương biết với những cái triệu chứng nào mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ bị cúm? Cảm ơn Thanh Thảo. Điều này thì đúng là cũng quan trọng ha, cũng nên biết. Thì cái cúm, cái bệnh cúm á, thì cái triệu chứng của cúm á, đôi lúc người ta cũng dễ nhầm với cảm lạnh thông thường lắm. Tại vì nhiều người họ cũng chỉ là bệnh nhức đầu sổ mũi thôi khi bị cúm đó. Một số ít là như vậy, nhức đầu sổ mũi, nhưng mà đa số những người bị cúm thì cái triệu chứng họ nặng hơn nhiều. Ví dụ như là họ bị đau họng, sốt, ho, rồi chảy nước mũi hoặc là nghẹt mũi, rồi có thể bị đau đầu, đau khắp mình mẩy, đau các cái cơ và cảm thấy rất là mệt mỏi. Và đặc biệt hơn nữa là những cái người mà có những cái nguy cơ cao khi mà bị cúm họ sẽ bị trầm trọng đó, như là những người lớn tuổi, trẻ em, những người có thai hoặc là những người bị những cái bệnh mãn tính như là hen suyễn, tiểu đường, tim mạch vân vân. Thì khi bị cúm á, thường họ bị rất là nặng, có khi họ dẫn tới rất là khó thở và phải đi vô bệnh viện cấp cứu. Và có trường hợp cũng tử vong do bị cúm rất là nhiều. Vài chục ngàn người bị hàng năm chết vì virus cúm. Là nữa là quý vị cũng đừng có xem nhẹ cái bệnh này, nó cũng khá nguy hiểm thưa quý vị. Chúng ta thấy nhức đầu, sổ mũi, rồi ho, những cái thì chúng ta cũng nên nghi ngờ rằng chúng ta có thể bị cúm. Đúng rồi. Thì Thanh Thảo nghĩ rằng là thật do Thanh Thảo hồi đợt vừa rồi bắt đầu vào mùa lạnh thưa quý vị, do lu bu công việc ở đài nhiều quá, Thanh Thảo quên là mình phải đi chích cúm. Mặc dù ngồi đi nói chuyện với Khánh Chi, ngồi nói chuyện với lại thạc sĩ Nguyễn Quỳnh Hoa mà quên rằng mình cần phải đi chích ngừa cúm. Và khi Thanh Thảo bị cúm rồi, phải nói rằng là
nó khủng khiếp lắm. Yeah. Thì mong rằng quý vị mà Thanh Thảo là cũng không phải là quá ở cái tuổi mà đã cao tuổi, cho nên thật sự mà mong quý vị khán giả, nếu mà quý vị cảm thấy sức khỏe mình khó mà chống đỡ được với những cái con virus này thì mình đi nên làm một cái hẹn để đi chích ngừa cúm. Thì nếu mà quý vị được khán giả Quý Đồng Hương, trước đây tôi chưa bao giờ tôi chích ngừa cúm hết á, mà bây giờ tôi nghe thạc sĩ Nguyễn Quỳnh Hoa cũng như cô Thanh Thảo đang trên show kêu gọi chúng tôi đi chích ngừa như vậy, thì tôi làm gì giờ, tôi gọi ở đâu, tôi chích ở đâu? À, thì cảm ơn Thanh Thảo. Thì quý vị biết là cái Quỳnh Hoa vẫn nói là cái nơi mà tốt nhất để mà quý vị tới tìm hiểu xin chích ngừa cũng như là khám sức khỏe là bác sĩ của quý vị. Và quý vị có thể chích ngừa cúm tại một cái tiệm thuốc tây gần nhà. Ngoài ra thì quý vị có thể tới vào cái trang mạng là sccphz.org/bảo vệ gia đình. Thì trong đó nó có nói những cái, nó có chỉ ra những cái địa điểm chích ngừa cúm miễn phí của quận Santa Clara. Ví dụ như là một trong những địa điểm đó là cái tiệm thuốc tây Better Health ở 725 East đường Santa Clara ở downtown San Jose. Thì cái tiệm thuốc tây này nó mở cửa từ 4 ngày trong tuần là thứ tư, thứ năm, thứ sáu, từ 3:30 chiều cho tới 6:30 tối. Rất tiện nếu quý vị phải đi làm thì có thể ghé vô chích ngừa sau khi đi làm về. Và thứ bảy nó mở cửa từ 9:00 sáng cho tới 12:00 trưa, và sau đó từ 1:00 chiều cho tới 4:00 chiều, thưa quý vị. Còn nếu trường hợp quý vị không có bảo hiểm y tế, không có bác sĩ gia đình luôn, thì quý vị có thể gọi cái số này 1-866-967-4677, hoặc là quý vị có thể đi tới cái phòng hỗ trợ bệnh nhân, nó gọi là Patient Access Department, tại 770 South Bascom Avenue. Thì ở đây cũng mở cửa từ 8:00 sáng cho tới 5:00 chiều, từ thứ hai cho tới thứ sáu, quý vị có thể tới đó và xin được giúp đỡ về bảo hiểm y tế cũng như là về bác sĩ gia đình, thưa quý vị. Cảm ơn chị. Trước khi mà chúng ta chia tay với quý khán giả, thì chị có lời chia sẻ nào hay những lời khuyên nào đến quý vị khán giả Quý Đồng Hương của mình không, thưa chị? Cảm ơn Thanh Thảo. Thì Quỳnh Hoa chỉ muốn xin nhấn mạnh với quý vị là các cái loại virus cũng như virus gây bệnh COVID, cúm và RSV nó đang lây lan, nó đang phát triển và lây lan rất nhiều trong quận hạt chúng ta, đặc biệt là bệnh cúm. Thì từ đầu tháng 11 giờ thì đã có rất nhiều người phải vô bệnh viện cấp cứu đó. Thành thử là xin quý vị hãy đi chích ngừa cúm càng sớm càng tốt, nếu quý vị chưa có chích ngừa trong năm nay. Và ngoài ra thì cũng nhớ rửa tay thường xuyên, rồi tránh sờ tay lên mắt mũi miệng, đeo khẩu trang khi tới những nơi đông người, và khi ho hắt hơi nhớ vào khử tay. Một điều quan trọng nữa là khi bị bệnh, quý vị nhớ ở nhà, đừng có đi ra ngoài mà làm lây lan cho người khác. Nếu quý vị cần tìm hiểu thêm thông tin về chích ngừa cũng như về địa điểm chích ngừa cúm, thì xin quý vị vào một lần nữa vào trang mạng sccphz.org/bảo vệ gia đình, thưa quý vị. Cảm ơn chị. Thanh Thảo cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi từ đầu cho đến giờ phút này. Mong rằng những thông tin mà chúng tôi truyền tải cho quý vị ngày hôm nay sẽ giúp ích cho quý vị có thể bảo vệ sức khỏe quý vị, đặc biệt là trong mùa lạnh. Thanh Thảo mến chúc quý vị khán giả một mùa lễ cuối năm chúng ta vui vẻ bên gia đình, hạnh phúc bên gia đình, ấm êm bên gia đình, và đặc biệt là chúng ta phải thật an toàn bên gia đình của mình, quý vị nhé. Cảm ơn chị và xin hẹn gặp chị vào một chương trình khác. Cảm ơn Thanh Thảo và cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào quý vị.